Thưa các bạn, hôm nay tôi sẽ nói với các bạn 5 phần chính của cái phương pháp mà chúng ta chinh phục được cái mục tiêu. Vậy thì phương pháp thứ nhất là gì? Đó là nó được biết với cái tiêu đề kích thích lưới vỏ não. Bạn có thực sự rất muốn có một chiếc xe thể thao màu đỏ hay không? Hãy viết điều này thành mục tiêu ra giấy. Và bắt đầu từ đây, trong đầu bạn sẽ mường tượng và luôn nghĩ đến hình ảnh của một chiếc xe thể thao như thế. Lưới vỏ não tiếp nhận thông tin này và phản ánh rằng giờ đây chiếc xe thể thao màu đỏ nó hết sức quan trọng đối với bản thân bạn. Trong tâm trí của bạn luôn hiện ra hình ảnh chiếc xe này. Không những thế, bạn còn còn để mắt chú ý đến tất cả những chiếc xe màu đỏ đang lưu thông trên đường hay bất cứ nơi đâu mà bạn thấy. Tương tự như thế, nếu bạn có ý định mua một chiếc xe gắn máy, bạn hãy cũng bắt đầu chú ý đến loại xe này ở khắp mọi nơi. Hay nếu bạn muốn đi du lịch đến Hawaii chẳng hạn, thì bạn cũng bắt đầu chú ý đến những tờ rơi quảng cáo hay những phóng sự truyền hình có liên quan đến thông tin Hawaii. Bất cứ thông điệp về mục tiêu nào mà bạn gửi đến cái lưới vỏ não của bạn đấy thì cũng đều kích hoạt từ mạng lưới gây chú ý của bạn đến các cách thức có thể tiến hành để biến điều đó thành hiện thực. Phương pháp thứ hai, sau khi bạn kích thích vỏ não rồi thì bước tiếp theo là gì? Đó là bạn phải có tài chính để thực hiện được, nghĩa là bạn phải có tiền để thực hiện được những cái mục tiêu mà mình đặt ra. Nếu bạn muốn độc lập về mặt tài chính, hãy nghĩ ngay đến tất cả các cơ hội và khả năng có thể giúp bạn đạt được điều này. Bạn sẽ chú ý đến những trang báo, những quyển sách liên quan đến những vấn đề mình đang quan tâm hay bất cứ nơi nào mà bạn đến. Bạn thấy hứng thú khi tham gia các cuộc nói chuyện về thu nhập đầu tư và dường như bạn bị bủa vây bởi những ý tưởng, bởi những thông tin mà bạn nghĩ chúng có thể hữu ích để đạt được những mục tiêu tiêu tài chính của mình. Mặt khác, nếu bạn đưa ra những chỉ dẫn không rõ ràng đến lưới vỏ não và tiềm thức của mình, bạn sẽ sống trong một cuộc sống không phương hướng. Lúc ấy, bạn hầu như không nhận thức được tất cả những cơ hội và khả năng có thể xảy ra với mình. Ai đó có thể từng nói, chìa khóa của cuộc sống là sự chú tâm. Sự chú tâm của bạn hướng về bất cứ nơi nào, thì cuộc đời của bạn cũng có thể chuyển biến theo hướng ấy. Khi bạn xác định được một mục đích lớn lao và cụ thể, bạn sẽ gia tăng sự chú tâm với bất cứ điều gì có khả năng giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn. Sau khi bạn độc lập tài chính, thì bước tiếp theo là mục đích lớn và cụ thể. Vào những thời điểm này, mục đích lớn lao và